Thưa quý vị và các bạn, lá thốt nốt có ưu điểm dai, bền, có màu trắng ngà trang nhã. Từ xa xưa, nhiều vị sư người dân tộc Khmer đã dùng loại lá này để chép những pho kinh cổ và lưu trữ được hàng trăm năm. Năm 1990, nghệ nhân Võ Giang Tạng, người con của vùng đất Thoại Sơn, đã dùng lá thốt nốt làm tranh vẽ, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Đặc biệt, trong số hàng ngàn bức tranh làm ra, có khoảng phân nửa là tranh về hai vị lãnh tụ, Bác Hồ và Bác Tôn. Nghệ nhân Võ Văn Tạng ở thị trấn Núi Sập, huyện Thọ Sơn, người giữ hai kỷ lục: bức di chúc Bác Hồ lớn nhất Việt Nam và người làm tranh bằng lá thốt nốt nhiều nhất Việt Nam. Theo ông Tạng, chất liệu lá thốt nốt kết hợp với bút lửa tạo nên hiệu ứng rất đặc biệt cho bức tranh, vừa mộc mạc vừa tinh tế với ba tông màu chủ đạo là vàng, nâu, đen. Cái hay của ở chất liệu này là kết hợp với cái bút lửa. Thì người họa sĩ bằng các cái độ nóng thì người họa sĩ đã thể hiện các cái sắc độ trên cái lá lốt rất là uyển chuyển, cộng với cái tài nghệ của người họa sĩ nên đã làm nên một cái hiệu ứng rất là đặc biệt cho cái chất liệu tranh lá lốt ở An Giang. Dùng chất liệu dân dã của quê hương để vẽ chân dung lãnh tụ, nghệ nhân đã phản ánh được tố chất bình dị và sự gần gũi của Bác Hồ, Bác Tôn đối với nhân dân, đặc biệt là người dân miền Nam. Nét vẽ làm toát lên thần thái cao quý và rất có hồn của nhân vật trong tranh. Để nói về cái khách mà đến An Giang hoặc là ở An Giang đi các nơi đó, thì phải lấy là cái tranh lá thốt nốt mà cái chủ đề là cái Bác Hồ, Bác Tôn bắt tay hoặc là cái đền thờ Bác Tôn để tặng cho khách. Tới đây thì cũng phải nghiên cứu là có những cái sản phẩm nào mà đặc biệt để mình vẽ về Bác Hồ, đất Bác Tôn, hoặc là với cái quy mô là kích cỡ lớn, hoặc là nó ở cái chừng mực nào đó là nó đẹp nhất so với những cái tác phẩm mình đã vẽ trước đây. Sự độc đáo của chất liệu, sự tinh tế của nét vẽ và tình bạn cao quý giữa Bác Hồ, Bác Tôn đã được nhiều người ưa chuộng và thích mua những bức tranh này về làm kỷ niệm hoặc làm quà tặng. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp sinh nhật Bác, nghệ nhân Võ Văn Tạng luôn nhận được nhiều đơn hàng vẽ về chân dung vị lãnh tụ và tình bạn cao cả của người.